Hai xin chào cảm ơn anh em nha. Chúc mấy anh em kiếm được nhiều nha mấy anh em. Hôm nay có mua nửa ký lương. Mình làm món ăn cơm mấy anh em ơi. Cái tô bên đây là mình để làm lương kho tộ. Còn cái dĩa bên đây thì mình làm canh chua lương nha mấy anh em. Gia vị giùm có me, bông điên điển, cù nèo, bông súng, ngò gai, ngò ôm. Rồi khóm với me, mình có thủ sẵn một ấm nước nóng đây mấy anh em ơi, để ấy me, rồi bỏ me vô nha. Khi đợi me nó tan ra mình ướp nước màu nha mấy anh em, màu vô lương kho tộ, nhiều quá nó đắng ít thôi. Đây cho một miếng bột ngọt. Cho một miếng súp cà no, miếng nữa đi. Cho một miếng đường. Thêm một miếng dầu ăn hương nha mấy anh em. Cho thêm một miếng mắm luôn. Xong. Trộn lên mấy anh em ơi. Quên nữa, lương này hôm nãy mình khử rồi nghe mấy anh em, thử cho nó thơm rồi nghe mấy anh em. Đó dĩa mình đó mình khử đó, trộn lên xong bắt đầu, trời ơi xíu dính với mỏ luôn rồi. Cho một miếng ớt lên, cắt một miếng ớt vô, cay cay the the, chịu gì nổi. Ai ăn cay, ai không ăn cay là chịu không nổi luôn. Rồi cắt một miếng ớt vô em em ơi, trộn lên luôn mấy anh em ơi, trái ớt thôi, nhiều quá cay. Rồi hộp tiêu hết luôn, chút tiêu một tiêu bỏ vô luôn. Xong chút mình cắt tiêu vô sau mấy anh em ơi. Rồi hai món đã xong ha. Để dưới đây đi. Thôi để trên đây luôn đi. Cái này thì mình ở quên nữa. Cho một miếng vài giọt nước tương chinh xu nha mấy anh em. Chừng 10 giọt thôi. Quên. Chinh xu. Rồi. Mình đem được kho tộ sạch sẩy, có miếng xả nữa nha mấy anh em, xả dặn miếng xả ít thôi nha mấy anh em. Lấy canh chua đây, ớt vô một miếng lương, một ngọt.
xíu nước mắm. Trộn nước ăn nè. Hôm nãy mình khử với xả nè, bởi vì mình giờ mình không bỏ xả vô chung nha. Mình khử với xả rồi. Rồi nêm nếm vô nhìn thấy ngon làm sao. Phê quá, phê rồi đó nha. Rồi xong rồi đem đi dục luôn nha. Bắt nước sôi lên bắt đầu là bỏ lươn vô. Bỏ lươn vô xong rồi bắt đầu cho nó chín hơi hơi, bỏ rau vô. Tới tới luôn, trộn lên luôn. Rồi bây giờ đi lấy ấm tớt luôn. Và một cây nhau luôn. Rau mượt quá. Rau nhỏ một chút. Dao. Lấy cái gỗ đựng đồ luôn. Bỏ qua đây luôn. Cho trắng me xuống dưới luôn. Để trắng me trên đây xong. Đấy. Mình sẽ sắt. Cái gì à? Quên rồi. Cao gì quên luôn rồi. Tao nói chuyện quên luôn. Sắt sắt nó ra nha mấy anh em. Con súng ha. Xong em. Con cộng hơi dài. Ăn vô tổ chết luôn. Rồi vô lên. Đây. Rau gác. Cắt một miếng khóm luôn. Cho một miếng khóm lên luôn mấy anh em ơi. Cộng sắt hơi dài chút đi. Không quá nát hết. Vô ai nhìn thấy đẹp không? Xong một món nữa, mấy sóc sắt còn sóc hai cộng luôn, đưa vô luôn đó em ơi. Rồi lấy thành ngò gai luôn nghe, sắt thành ngò gai luôn, đồ luôn mấy em ơi, thành ngò. Ngò gai, ngò ôm, ngò dím. Thêm một phút nữa đi. Rộng cho nhìn đẹp đẹp chút. Đẹp còn đẹp gì cũng chưa hỏng hết. Wow. Phê chưa? Xong một em nữa nha. Còn nào lúc nãy mình cũng có sắt rồi mấy anh em ơi. Sắt lâu quá, quay lâu thêm. Xong cái này lên bông điên điển. Nó muốn cùa nào cái này đưa vô nấu sôi lên ha, để lươn vô canh chua phê phê tới tới ăn lươn vô béo béo, chấm miếng mắm hết. Còn gì mà của. Rồi hay. Thế đã xong. Cũng xong luôn. Mày cứ yên đây đi. Rồi, tới gì đây? Dầm me ra mấy anh em ơi. Me ra luôn. Rồi cái bà me này bà lâu ra dữ ta, lâu ra nước dữ ta, nói gì thôi chứ ra rồi mấy anh em ơi. Xong nghe em rồi, bây giờ bắt đầu mình có bắt nồi nước sôi sẵn nha mấy anh em. Đây tắt cái quạt cái đi. Rồi mấy anh em ơi, nãy giờ mình bắt cái nồi nước sôi lên rồi đó mấy anh em ơi. Hôm nãy lương mình có khử trước hay ốp sau nha mấy anh em. Chứ ốp trước mà khử sau thì nó dễ tanh. Khử nó bay mùi xong mình vớt cái mình đấy. Rồi mình nêm. Bắt đầu nước sôi rồi, mình bỏ lương vô nha mấy anh em.
cái gì chị nhỏ không? Cho miếng khấm vô luôn, thêm một miếng khấm, khấm để vô trước luôn. Rồi xong để nắp lại nha mấy anh em, để nắp lại cho nó sôi lên chín luôn, xong rồi thả bột súng rồi vô nha mấy anh em, súng với còn miếng bỏ vô luôn đi. Cho nó sôi xong rồi bỏ bông súng vô, bỏ bông súng cô nào và bông đi điển vô, còn cái tô kho tổ lương kho tổ này lỡ lên mình kho thôi anh em ơi, lỡ đi ghi thôi. Rồi cho vô chút xíu nước nha, nó sắc xuống nước sôi nha, cho vô một miếng nước sôi luôn, rồi một hồi nó sắc xuống nó trở lại là được rồi. Kho tổ ha, hy sinh cái tô luôn. Xin lấy nước cho chồng nó mà thôi, còn cái gì lấy nước mắm này đi. Me nó ra nước rồi, bà me nãy giờ bỏ ra mới ra nước rồi. Bột sao màu sâu dữ vậy? Màu sâu chắc cái tô này đi luôn á. Nóng nè, mới đây nóng người ta, nó nghĩ vậy. Rồi đã một chút mới chín rồi mình bỏ rau vô rồi để me vô nêm luôn nha mấy anh em. Giờ thì chưa biết nó mặn ngọt hay là sao. Không biết nó mặn ngọt hay sao đây. Wow. Rồi. Nó sôi mau dữ vậy. Chảo kho lương kho tổ này nhìn thấy ngon quá. Chút đem xuống là làm một miếng cơm hết sảy luôn. Đây còn cái quên rau ngò ôm ngò gai. Gai một chút để vô ngang thôi mấy bạn ơi. Chút chín xong rồi mình cứ lên trên cho chút xíu cho nó thơm thôi. Để ngồi gai ôm vô cho nó thơm. Tổ này cho nó mau, không có gì. Bên đây sao lửa nhiều quá. Lửa không đều mình đổi bên mấy anh em ơi. Ở bên đi. Lửa không đều không đều. Ê dạ trời ơi trời. Những bài chứ không. Cái kho tổ. Xong rồi bột luôn rồi. Qua bên này đều lửa hơn. Rồi để khi chín thì mình sẽ dọn ngang luôn mấy anh em ơi. Rồi mấy anh em ơi, sau khi cái nồi đó sôi rồi mấy anh em ơi,
là canh chua đã sôi rồi, giờ mình đổ nước me vô nha. Chua chua hấp vô luôn. Rồi xong, rửa cao lên cho nó sôi lên mấy anh em ơi. Cái tô có tổ nó sôi rồi, nó gần sắt xuống hết luôn rồi mấy anh em ơi. Bỏ mấy trái ớt vô nữa nhìn ấp phê quá, nhìn cái muốn lẹm liền. Cái tô bây giờ nó đã phê rồi, sắt xuống là nhìn thấy có ấp phê. Rồi thứ này một miếng cơm trắng nữa, đưa vô ha, còn gì mà cổ nữa, nêm lại cái đây. Rồi dừa mặn 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 ngọt không, mặn mặn hơi ngọt hơi cay cay, có mùi béo của dầu dừa lương. Rồi bên đây nước sôi luôn mấy anh em ơi, mình bỏ rau vô luôn, tất cả rau vô hết luôn. Thấy không, bỏ rau vô nha, đừng có bông điên điểm bông súng cù nèo. Rồi bây giờ cho luôn ngò gom, ngò gai, rau thơm, quế vô luôn. Rồi sau đó mình dạo lên một vòng, nước đang sôi rồi mình tắt lửa luôn nha mấy anh em, để không thôi nó chín quá, tắt lửa luôn, đây nước lại cho nó kết như vậy thôi, dở ra sôi lên. Rồi canh chua đã xong, chưa nói gì chứ chưa xong đâu, mình nói giỡn thôi. Bây giờ mình lấy cái giá mình nêm thử coi nó ra làm sao, chua ngọt mặn cay đắng gì sao đây, thử cái coi coi nó phỏng mỏ luôn, thử cho phỏng mỏ luôn. Mời lật nhát lật nhiễu luôn. Bây giờ mình mới nêm nha mấy anh em, cái này là ớt thôi nha. Vâng, một miếng súp cà no. Mình sẽ cho thêm một miếng bột ngọt nữa đây, cho thêm một miếng bột ngọt nữa đây, xong mình sẽ cho thêm một miếng muối, nước mắm nữa đây, không có nêm muối luôn. Mình sẽ lấy mấy trái ớt mình bỏ vào luôn, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Rồi sôi lên nha mấy anh em, mà cái chua đó thơm ngon rồi mấy anh em ơi. Giờ mình nêm lại một cái, một phát nữa nha mấy anh em, nước cho vừa ăn hấp cho đã coi, có phê coi tan hết chưa, mấy anh trai tan lại lẹ cho anh thức cái coi, em gái ơi mày vô, mày vô tô 2000, nêm lại cái mấy anh em ơi. Dừa ok, ăn lại cho nó còn nóng, gác lên luôn. Này đã xong một em, em bên đây sao rồi, sắt xuống được 70% rồi, cắt thêm chút xíu nữa mấy anh em ơi. Nhìn lại đây, rất quá nó mặn à. Wow. Ok. Nấm màu ăn. Rồi mình dẹp dọn luôn. Rồi. Để khi sau khi xong chính lương kho tổ mình sẽ đem lên mình xịt thôi.
Rồi đánh chút xíu cho nó chín mấy anh em ơi. Trời ơi mùi kho tẩu nhìn thơm quá. Trời ơi, lương kho tẩu béo dữ lắm mà. Rồi mấy anh em ơi, sau khi nấu xong lương kho tẩu xong rồi mấy anh em ơi, nó sắc xuống rồi, vừa ngon rồi, canh thì cũng nghiêm rồi. Mà trời mưa vừa tới luôn nha mấy anh em. Trời mưa này mà lưng kho tẩu với canh chua nữa thôi còn gì mà của nữa. Rồi ăn thôi, dĩa cơm trắng luôn nha. Rồi xin mời tất cả anh em nha. Nước luôn đó rồi. Trời ơi dính ớt luôn. Mời mấy anh em ăn có luôn nha. Đưa vô nó béo béo, cay cay, ngọt ngọt ngon mặn. Đưa vô miếng cơm trắng nữa cái trời ơi, hòa quyện với nhau, nhanh nhau, đã miệng. Bỏ quá. Có miếng nó rồi. Đưa vô tổ béo quá. Mấy này là kho ăn thử mấy này ơi, ngon quá. Mình ăn thử ngon nha. Hấp miếng canh chua vô anh. Hấp khói lên đây. Khói này mình khói nha mấy anh. Trời ơi quá. Mấy cả anh em nha. Lương hoa tẩu mà ngay cái mùa mưa, ngay cái ngày mưa luôn, vừa làm xong cái mưa luôn đó anh em ơi. Giống như kho quẹt. Ngon quá. Cắn lượng nó béo lắm đó. Miếng thường luôn đó. Cắn này nó một cái rồi. Đỏ quá. Còn gần cho em miếng rau á. Chua chua ngọt ngọt nè vô mấy con gạo thơm lắm. Uống nó rồi. Đường miếng ớt được cài cài hả? Tạm rút lương à. À, mấy anh em rút lương nó cho em mấy anh em. Rồi là nét luôn quên chén mắm luôn. Làm nét mắm thôi. Bây giờ quên làm cái mắm anh em ơi. Giờ mình làm cái mắm hết nè. Rồi sắn miếng mắm luôn. Bỏ mấy cái ớt vô dầm luôn. Dầm ớt em nó ra, dầm em nó ra từ từ vô thấm vô nước mắm. Nó cay cay mặn mặn. Chấm lương vô là hết sảy luôn. Con bà bảy. Đi hai hàng hãy hãy. Rồi thế là có một chén mắm giờ chấm vô luôn mà mấy anh em luôn. Lượng ăn ngay khúc lượng nó béo quá, chấm cái nữa rồi. Béo quá mấy anh em ơi, đúng đó rồi. Hấp miếng canh vô. Đó miếng cũng nhớ cái gì cay quá trời. Miếng lương kho tẩu nghe mấy anh em.
quá. Gừng ăn với cơm mặn mặn ngọt ngọt cay cay, ăn cơm với cơm nó hoài ra vừa ăn không á, không với rau nó với cơm luôn chứ đâu. Gạo luôn, gạo canh chua thơi luôn, ăn lối đậm, ăn giờ lối ăn giờ mướn ngon quá mấy anh ơi. Lương phao tổ canh cơ lương không biết bánh phao tổ này là tanh lắm nha mấy anh em. Đừng là nhớ thử trước nha, ớt sao nha, nước nó bỏ nha, nước mỡ thử bỏ. Ngon quá, mưa nữa. Trời mưa thì ở nhà ăn thôi, bước ra ăn cơm ngồi video đi ngủ. Còn miếng rau á. Ngon quá. Rau thế là xong một bữa cơm mấy anh em ơi, nấu sớm giờ mệt quá ăn luôn. Còn một phút lương nữa rồi, lương nấu một chua rồi mấy anh em ha. Chấm vô một miếng mắm lăn 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 đó dứt. Ăn vô thấy em nó béo béo làm sao đâu, béo béo chấm miếng mắm nó màu mặn cay cay, ăn nước miệng bầm tùm lum luôn. Rồi trong miếng cơm đó em ơi. Rồi xin chào tất cả mấy anh em, chúc mấy anh em chút tiền thật nhiều em mấy anh em.